Mọi người đang tổ chức một cái lễ gì đấy, rước cái gì đấy đây này. Wow, đẹp thế. Các chị em người Lào rất là xinh gái luôn. Đây cả nhà ơi, bây giờ cái nghi lễ té nước đang được thực hiện này cả nhà này. Đoàn người đi xin nước về thì các em nhỏ đứng hai bên đường sẽ té nước vào đoàn người. Wow, rất là hay. Vui quá. Mọi người cho thầy một ít nước. Bắt đầu là rửa tay, sau là sử dụng khăn để thấm nước. Dạ vâng ạ, cháu Vinh xin kính chào toàn thể quý bà con, cô bác, anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với video tiếp theo của Tôi Người Vùng Cao ạ. Dạ vâng, hôm nay thì Vinh đang có mặt tại huyện Tam Đường của tỉnh Lai Châu. Và ở bên Tam Đường này, hôm nay đang có một cái lễ hội cũng khá là đặc sắc. Lễ hội này là lễ hội của người Lào. Đấy thì bây giờ Vinh đang trên đường đi ra cái khu lễ hội này ở trong bản, còn cách đây chắc là còn khoảng hơn 2 cây nữa. Đây, camera quay ra đằng trước cho cả nhà xem. Đây là đường từ huyện Tam Đường mà đi về Lào Cai hoặc là đi về Hà Nội. Đấy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu rẽ vào trong cái bản đó để mà xem lễ hội nhá. Đây, cái đường nhỏ nhỏ như này này. À còn 6 cây nữa cơ. Đường này cũng không được đẹp cho lắm nhỉ. Đây này, hình như là bên này có bãi đá nên là xe cộ người ta chạy nhiều như vậy. Thì cái lễ hội này là của người Lào nhá cả nhà nhá. Người Lào mà sống ở Lai Châu. Thì bây giờ Vinh thử đi vào Vinh trải nghiệm xem là cái lễ hội té nước của người Lào ở bên Việt Nam này nó như thế nào nhá cả nhà nhá. Thì mời cả nhà tiếp tục theo dõi video của Vinh ạ. Bây giờ Vinh đang chạy xe lên trên bản. Đi ra đoạn này đường nó cũng khá là đẹp rồi đấy ạ. Còn cách khoảng 6 cây nữa. Cái bản người Lào này thì Vinh cũng biết từ lâu rồi. Trước đây Vinh tới Tam Đường thì cũng được người dân ở Tam Đường chỉ là vào trong này thì có cộng đồng bà con người Lào. Thì bây giờ mới là lần đầu tiên Vinh được đi vào trong bản người Lào để xem là bản người Lào nó có đẹp hay không và cái văn hóa người Lào nó như thế nào. Ôi trong này có cái bãi đá này, đi đường nào ấy nhỉ? À chắc là đi theo cái chị này. Đó. Hôm nay mọi người đi chơi hội nhiều cho nên là đường nó ướt này. Tắt được rồi đấy.
Wow, đây có những cái cây gạo nhỏ nhỏ này ra hoa rất là đẹp này. Ở trong này Vinh bắt đầu thấy những cái đồi chè nhá. Khu Tam Đường này có những cái đồi chè rất là đẹp. Ở trong này có trang trại trồng cây gì ấy nhỉ? Chanh leo. Chanh leo. À, đi vào trong khu này thì bắt đầu thấy có ruộng rồi. Bên kia có cả suối nữa. Tí nữa người dân người ta sẽ tổ chức té nước ở khu vực cả suối bên kia. Dạ vâng, bây giờ thì Vinh đã tới cái khu vực người ta tổ chức lễ hội rồi cả nhà. Đây là cái bãi xe này. Có vẻ khá là đông người đi xem cái lễ hội này. Đấy. Hôm nay thì Vinh đi cùng anh Hùng. Đấy, anh Hùng Hà Nội. Ở đây có xe giao thông chắc là đi phân làn giao thông đấy nhỉ. Chúng ta đã bắt đầu nghe thấy những cái âm thanh, những cái bài hát tiếng Lào ở dưới này rồi. Mọi người xách máy quay lên làm ấm làm gì? Mọi người đang tổ chức một cái lễ gì đấy, rước cái gì đấy đây này. Tôi đi chậm rồi, chúng ta đi chậm rồi đúng không? Ok. Chậm rồi đúng không? Đội những cái khăn và mặc đồng phục như này trông rất là đẹp này ạ. Cùng bác này đi trước để cầm theo hương. Em. Wow, các chị em người Lào rất là xinh gái luôn. Chào các anh chị nhá. Ui, chị lại gần múa. Ôi, ôi. Wow. Đẹp quá cả nhà ơi. Anh em chúng ta đi lên trên cao này để hôn vào hình ạ. Anh em chúng ta di chuyển lên trên này để lấy hình ạ. Vào hình đội lễ rất xấu ạ. Anh em YouTuber chúng ta lên trên này đi ạ. Wow, đẹp thế. Đang rước một cái gì đấy giống như kiểu là cái bình nước ấy cả nhà. Và thế này thì đánh trống đánh chiêng rất là hay. Các cô bé người Lào, các cậu bé người Lào nữa này. Mình thử ra bên hỏi rồi cầm nước để làm gì này. Lấy nước này làm gì đấy cô? Thế cho mọi người đây á? À, đây mấy bạn này xinh gái nhỉ?
Tí nữa là các cháu ở đây là té nước người ta à? Lấy cây để té à? Lấy cây để té. Tí nữa cái đoàn này đi ra là họ sẽ té cả nhà. Ra hỏi cái cô này xem nào. Ở đây là họ đang rước cái gì đây nhỉ cô nhỉ? Ở đây thì xã Nà Tam mình tổ chức lễ hội dân tộc Lào. Nhưng mà họ đang rước nước lên hay là cái gì đấy ạ? Hôm nay được tưới nước, một tí đi vào trong suối tưới nước. À, tí đi ra suối. Xin nước. Hôm nay xin nước. Đang đi xin nước về. Xin nước nhà nào làm ăn phát đạt đúng không? Khá giả. Làm ăn phát đạt con cái trưởng thành gia đình hạnh phúc. Thì xin nước của gia đình đấy, làm xin nước xong là mới dẫn cái nước đấy về cái chòi để tắm cho tượng Phật. Sau khi làm thủ tục tắm cho tượng Phật xong thì mới bắt đầu là ra suối để làm cái nghi lễ té nước. Tức là bây giờ mình sẽ đi vào từng gia đình để xin nước đúng à? Rồi, vào 1 đến 2 gia đình để xin cái nước về làm tắm cho Phật. Vừa nãy các anh em đàn ông cầm những cái ống này là để đựng nước đúng không? Đúng rồi, đấy là ống đựng nước. Còn những cái vẹt cái này là tượng trưng cho sấm. Đánh cái đấy, đánh vào để tượng trưng cho sấm. Sấm chớp gọi mưa đấy. Để cho gọi mưa để sản xuất. Chuyện một chút. Tức là mình làm cái lễ này gọi là cầu mưa. Cầu mưa. Đây là lễ bút gốc nằm mà nằm là nước cầu mưa để có nước để cho bà con nhân dân là làm ruộng phát triển sản xuất. Anh là tên gì ạ? Anh mình tên là Thi, Đỗ Trọng Thi, trưởng phòng văn hóa của xã Tin, huyện Tam Đường. Của huyện. Khi đến cổng nhà, thầy cúng hát bài xin mở cổng. Đây, thầy cúng bắt đầu gọi. Sao thú sổ và hỏi có việc gì thế? Thầy cũng nói hiện nay trong ruộng đang thiếu nước, cây lúa sắp chết khô, tôm cá sắp chết khát, cái mìn rượu trên bếp đã cháy khét. Hôm nay dân bản làm lễ cầu mưa, đoàn lễ đến xin chủ trời mở cổng cho dân bản xin nước trời vừa làm lễ cầu mưa. Hết khẩu hay tên ông nạ, hết khẩu nạ, tên ông quần nơ, tên thầy nơ. Chủ hộ gia đình mở cửa bước xuống và mở cổng cho đoàn vào xin nước. Tức là họ đến cái hộ gia đình này, họ sẽ gọi cổng gia đình để mà lấy nước ra cho mọi người để xin nước về dưới kia. Tắm rửa thầy cúng cùng các phụ thầy đi vòng qua chuồng nước rồi xếp thành hàng. Sau đó thầy cúng cho các chàng trai cầm ống xin nước đi qua chuồng nước để chủ nhà cho nước. Canh ơi lùi ra đây, canh ơi lùi ra, làm lễ vào này, làm lễ vào cũng đây, xem vào đây một người lùi hết. Canh ơi lùi ra nào, vào đi em ơi. Anh em đàn ông theo đi vào để xin nước. Mỗi người lấy một ít thôi. Anh em giờ đi nhà tiếp theo đúng không anh? Tức là họ sẽ xin nước của một vài hộ gia đình chẳng hạn. Các chị em đứng đây rất là đẹp luôn. Rồi, bây giờ sau khi đã xin được nước thì mọi người bắt đầu lại di chuyển về chùa ở dưới kia để làm lễ tiếp. Đập mạnh vào.
khá là hay cả nhà. Đi qua cái chỗ vừa nãy các em nhỏ đứng ở kia ấy, là họ sẽ té nước vào đoàn người ở đây. Đây cả nhà ơi, bây giờ cái nghi lễ té nước đang được thực hiện này cả nhà này. Đoàn người đi xin nước về thì các em nhỏ đứng hai bên đường sẽ té nước vào đoàn người. Và rất là hay. Ôi, hết người rồi, hết người rồi. Ôi dồi, ôi dồi. Ôi dồi, ôi dồi. Mình cũng bị té cả nhà. Đây có cô bé người Lào, xinh gái quá. Dạ vâng, bây giờ thì đoàn người đã đến cái khu vực tổ chức cái lễ hội này rồi. Bây giờ thì người ta sẽ làm cái lễ gọi là rửa tượng Phật đấy cả nhà. Dạ mời cả nhà chúng ta cùng theo dõi tiếp nhá. Thì kính đốc đồng chí trong tổ an ninh phục vụ, chúng ta di chuyển trở về khu vực làm lễ để đảm bảo cho việc thực hiện nghi lễ được diễn ra thuận lợi. Những cái bông hoa này. Đề nghị tất cả các đồng chí YouTuber, các đồng chí nhiếp ảnh gia, các đồng chí phóng viên báo đài trung ương và địa phương, chúng ta vui lòng di chuyển lùi ra phía xa xin ở nhà để tránh làm ảnh hưởng đến khu vực tổ chức lễ của các thầy ở gần cái chỗ tượng Phật kia. Cái chỗ gọi là cái bàn thờ ấy. Và những cái bông hoa của các cô gái thì sẽ được cắm vào cái gọi là cái lọ hoa đi. Nước thì cho vào trong. Còn một đoàn nữa này này. Cái lễ hội này phải nói là rất là đặc sắc luôn cả nhà. Rất là nhiều bà con nhân dân người Lào người ta đi gọi là đi tham dự cái lễ hội này. Mặc quần áo người Lào trông rất là đẹp luôn. Các bà các cụ người Lào này ai cũng ăn trầu nhuộm răng đen hết rồi. Và cười rất là hay. Với mong muốn tẩy uế, rửa đi hết những bụi bặm của trần gian trong một năm qua và cầu mong những điều mới mẻ, sạch sẽ nhất cho năm mới. Dạ vâng, bây giờ sau cái lễ gọi là dâng hương, dâng nước ấy, thì thầy cúng sẽ bắt đầu tiến hành cái lễ gọi là rửa tượng rồi nhá. Đấy. Thầy sẽ sử dụng cái khăn để mà thấm nước sau đó là đi rửa tượng. Mọi người cho thầy một ít nước. Bắt đầu là rửa tay, sau là sử dụng khăn để thấm nước. Quay đi, nhanh hết nước đi ạ. Nghi lễ rửa tượng xong, thầy cúng xin phép chủ chùa, chủ tượng cho dân bản được treo trống chiêng để chuẩn bị tổ chức lễ hội.
sau khi rửa tượng xong thì mới bắt đầu treo trống chiêng lên để tổ chức lễ hội cả nhà. Nghi lễ cúng chùa, cúng cầu mưa xong, thầy cúng cho cả đoàn lễ đi vòng tròn quanh chùa ba vòng. Vừa đi, thầy và các già làng vừa cúng để tỏ lòng thành kính và mong muốn chủ chùa, chủ tượng cho mưa thuận gió hòa và xin cho dân bản được tổ chức lễ hội té nước cầu mưa. Dạ vâng, vừa nãy thì thầy cũng làm cái lễ gọi là cúng chùa, xong rồi bây giờ là thầy cũng sẽ cho cả đoàn lễ đi vòng quanh chùa cả nhà. Chùa ở đây của người Lào thì họ mới chỉ làm bằng gỗ còn nhỏ thôi cả nhà, là một cái bàn thờ nhỏ nhỏ như vậy thôi. Và cái lễ hội té nước của người Lào này thì có tên là lễ hội Bun Vốc Nặng. Bun Vốc Nặng tại xã Nà Tâm của huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Lai Châu này thì có hai địa điểm sẽ tổ chức cái lễ hội té nước này. Một là ở đây, hai là ở trên huyện Phong Thổ, nhưng mà tháng sau cơ. Theo như Vinh thấy thì cái lễ hội té nước của người Lào này nó khá là mang đậm cái nét văn hóa truyền thống và rất là đẹp luôn rồi nhỉ. Dạ vâng, sau khi thầy cúng cũng như là mọi người ấy trước cúng chùa xong thì tiết mục văn nghệ sẽ được bắt đầu là cả nhà này. Đây, bây giờ các cháu nhỏ này đang chơi trò té nước ở dưới sông, dưới suối này này cả nhà này. Ở Nà Tâm này có một cái con suối phải nói là rất là đẹp luôn. Nước thì xanh trong và cảm giác rất là sạch luôn. Hiện tại trời đang nắng, nhảy xuống tắm thì phải nói là rất là mát, rất là tuyệt vời luôn này. Bây giờ là các cháu sẽ mang nước lên để tưới nhau này. Đây có vẻ là hơi nguy hiểm này, sợ các cháu lại té vào máy quay của mình, hỏng máy quay. Úi rồi. Ở đây mình thấy có mấy chị em người Lào ở đây trông rất là xinh gái này. Mình thử ra mình trò chuyện một chút xem mấy chị em có phải người Lào không nhỉ. Chị có phải người Lào không nhỉ? Ôi, đừng nhá. Hỏng máy của em nhá. Đấy, các chị em người Lào. Con chị là người Lào nhỉ? Dạ vâng ạ. Em cũng người Lào đúng không? Vâng ạ. Người Lào ở đây mặc quần áo đẹp nhỉ? Em là người ở đâu ấy? Đây, nhà em ở trên này. Ở xã này luôn à? Đây, ở bản này. Bản này gọi là bản Nà Tâm đúng không? Đây gọi là bản Cóc Nọc. À, Cóc Nọc, xã Nà Tâm. Xã Nà Tâm đúng. Như kiểu người ta gọi là Nà Tâm 1 ấy. À, Nà Tâm 1 à. Em tên là gì ấy? Em tên Phương ạ. Phương à? Phương sinh năm bao nhiêu em nhỉ? Em ít tuổi lắm, năm nay em 19 tuổi. 19 tuổi à? Em có gia đình chưa? Em chưa ạ. À, một bạn người Lào chưa có gia đình này cả nhà này. Đấy. Bạn Phương nhỉ? Rất là xinh gái. Cảm ơn Phương nhé, chúc em đi chơi vui vẻ nhá. Ở đây cũng có một bạn người Lào, một bạn người Thái nữa này, cả nhà này. Bạn này người Thái phải không nhỉ? Người Lào à? Người Lào lấy chồng người Thái à? Các cô bé người Lào rất là xinh gái cả nhà. Hôm nay là cái lễ hội té nước ấy, cho nên là sẽ khá là nguy hiểm, tại vì chúng ta có thể bị các cháu té nước bất cứ lúc nào không hay. Ôi, đông người đi chơi hội lắm cả nhà. Thank you.
Dạ vâng cả nhà ơi, như vậy là Vinh cũng đã có một cái buổi trải nghiệm một cái lễ hội rất là đặc sắc của người dân tộc Lào tại tỉnh Lai Châu. Đấy thì nói chung đây là một cái lễ hội rất là đặc sắc. Cái lễ hội này nó là một cái lễ hội gọi là dạ vâng, như vậy là Vinh cũng đã có một cái buổi trải nghiệm một cái lễ hội rất là đặc sắc của bà con người Lào tại Tam Đường Lai Châu rồi. Đây là một cái lễ hội rất là đặc sắc. Cái lễ hội này thường được tổ chức dạ vâng cả nhà ơi, như vậy là Vinh cũng đã có một cái buổi trải nghiệm một cái lễ hội rất là đặc sắc của bà con người Lào tại Tam Đường Lai Châu rồi. Bây giờ cũng đã gần trưa rồi. Nói chung là những cái chương trình cúng lễ thì đã hoàn thành, thì buổi chiều nay và ngày mai người ta sẽ tiếp tục những cái trò chơi dân gian, những cái trò đẩy gậy rồi là kéo co các thứ để mà thi giữa các thôn với nhau ấy. Đấy thì nói chung đây là một cái lễ hội rất là đặc sắc. Lễ hội này thường được tổ chức trước mùa vụ, mùa làm nông của bà con, và là sau Tết cả nhà, để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Đấy thì Vinh xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video ngày hôm nay của Vinh, và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nhé. Bye bye cả nhà.